ba chị em trong khi đã quay trở lại và tụi mình sẽ chinh phục một thử thách theo yêu cầu mới, đó chính là bịt mắt bán bờ. Đây là một cái thử thách theo yêu cầu của bạn có tên là con nhóc họ hàng. Em có thử thách cho chị đó chính là bịt mắt đoán vần. Đầu tiên chị cần được bịt mắt và sau đó lấy những món đồ trong nhà và để ra bàn. Sẽ có 3 lượt chơi vì có 3 người mà, hi hi. Và mỗi lần bóc là có 1 phút để cầm và cảm nhận. Và ai bóc số lần trúng ít nhất thì người đó sẽ thua. Hình phạt là đổ nước ngọt lên người hoặc là dán băng keo vào mặt. Mong chị chấp nhận. I love Song Thư. Ok, cái thách này rất là thú vị và Song Thư đã đồng ý với thử thách của bạn. Nhưng mà tụi mình sẽ có một chút thay đổi ở trong trò chơi này. Đó chính là mỗi người sẽ có tất cả là 5 món đồ được bày trên một cái mâm. Và sau đó tụi mình phải đoán được 5 món đồ đó trong vòng 1 phút. Và mọi cuối cùng xem ai tìm được nhiều đồ nhất thì nó sẽ thắng. Còn cái hình phạt á là bạn ấy nó có thể chọn giữa đổ nước ngọt lên đầu và dán băng keo vào mặt, thì tụi mình sẽ gom hai cái đó vào hình phạt luôn, vừa dán vừa đổ nước ngọt. Chơi lớn không? Chơi lớn. Rất là căng go làm như vậy để mà tụi mình có thể cố gắng tìm ra cái đồ vật đó làm cái gì. Và tụi mình cũng cho các bạn xem đây chính là những cái gói đồ bí mật của tụi mình. Trong gói này tất cả là có 5 món và đã được niêm phong rất là kỹ càng. Tụi mình không hề biết ai niêm phong, chính là anh Phong. Anh Phong là người niêm phong lại, không biết ông bỏ cái gì ở trong đó nữa. Mà đặc biệt cái túi của Thiên Thân á là cái túi cao nhất nên tôi không biết nó có khó hay không, đúng không? Ok, và anh ấy ghi cho mỗi đứa mỗi gói là tên của anh Thư, hộp màng của Thiên Thư và hộp kia là của chị Nhung. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào cuộc chơi thôi. Kéo quánh tường xì để xem ai chơi trước nha. Quánh tường xì ra cái này ra cái này. Thiên Thư chơi cuối cùng cho mình lên. Quánh tường xì ra cái gì ra cái này. Rồi, Thiên Thư chơi đầu tiên. Anh đây là người chơi đầu tiên. Thiên Thư đang bịt mắt chị Ba nha. Okay. Còn chị Nhung sẽ mở chiếc hộp bí mật này. Rồi, chơi kỹ chưa? Ok. Thế này chết. Nghe xuống chút nha. Không có phải chị Thư rồi. Đổ ra rồi đó hả? Dạ. Oh my god, thắng quá. Nghe cái đồ người lợp cộp, lợp cộp. Ok, 1 phút bắt đầu. Mà nhiều quá vậy, cái này món này còn nhiều quá vậy. Sao nhiều thứ quá vậy? 18 giây nữa nha. Lego. Lego. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Lego. Cái đồ xếp hình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, Lego còn không chịu nữa. Chọn cái này nó không ra có cái Lego đâu. Cái này là cái đồ mài gỗ này. 4 giây, 3 giây, 2 giây. Cái đồ mài gỗ. 1 giây. Đúng rồi nè, tưởng có cái này là có cái cán này, anh Thư thử là nó là cái đồ đấy mà giống như mình đóng nè, mình mài cái gỗ ra. Rồi, giành 4 điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của chị Nhung nha các bạn. Trời ơi, chị Nhung là chị Nhung phải một là bằng chị Thư, hai là phải hơn chị Thư, chứ nếu không là chết chị Nhung luôn. Chết chị Nhung rồi. Ok, bây giờ anh Thư sẽ đổ đồ của chị Nhung ra nha. Không biết hôm nay anh Phong cho chị Nhung mò ra cái gì đây. Trời ơi, cái đồ quá trời. Chị Nhung không được chạm vào. Rồi, 1 phút của chị Nhung bắt đầu. Vô. Cái gì vậy? Bánh gì hả? Bánh snack hả? Bánh snack. Khó quá, cho qua đi. À, búp bê. Đúng rồi. Cái gì đây? Cái gì vậy? Đây? Cái gì đây? Cái gì mà hình như cái gì hôm bữa mình mua cho nó nè. Cái gì mà nhân ngày Merry Christmas đây? Merry Christmas đâu? Cố lên chị Nhung, cố lên. Cái bóng đúng không? Cái bóng. Yeah. Đúng rồi, cái bóng tiền. Yes. 27 giây nữa, cố lên chị Nhung ơi. Cái gì đây? Lay đồ. Yeah. Chính xác, bật xịt lay đồ. Bật tăm hả? Tăm hay là tăm? Giống bịch vậy thôi chứ bịch tăm. Ủa, cái này hơi khó kẹo lắm. Hả? Kẹo hả? Không phải kẹo luôn. Thôi cái khác đi, cái khác lại. Ừ, sao không? Lại không? Luôn. Chị Nhung như không vậy? Bánh hả? Dạ không. Chị
đèn. Vô em. Trời, cái đèn này ông mua hôm bữa nè mà quên luôn. Không rồi, chị Nhung là gần tròn tưởng là sô cô la cái rồi, hoặc là cái bịch này là bánh snack. Còn cái này là cái đồ kẹp giấy. Phải. Cái kẹp giấy nhìn giống như cái bịch tăng luôn nè. Có, cái này có. Ok, vậy là chị Nhung đã được 3 điểm. Vậy là bây giờ Thiên Thư á là phải cố gắng vượt mặt anh Thư và chị Nhung. Còn không là bằng điểm với anh Thư thì Thiên Thư vẫn sẽ chiến thắng. Còn chị Nhung thì nếu mà Thiên Thư thấp điểm hơn thì chị Nhung sẽ có cơ hội thoát ra khỏi cái màn gọi là bị dỗ nước ngọt lên đầu. Đây là tắm nước ngọt đó. Yes, ok. Bây giờ tới lượt Thiên Thư nha. Gói đồ gì mà cao, chắc nhiều đồ lắm đây. Ô ô ô, đừng có đụng nó nha. Dễ thương quá vậy. Ô ô, hình như là cái này nó thuộc về một cái khu vực nào đó trong nhà nè. Chị, trời ơi, cái này là anh Phong đi đi lấy đồ là anh Phong trong một cái khu vực thôi nè. Ô, con có cái này. Nghe cái tiếng gì mà ghê vậy. Ok, trời. Bây giờ chúng ta một phút của Thiên Thư bắt đầu. Bắt đầu. Cố lên. Cái này. Cái đồ dằn tỏi. Cái hũ hút canh. Cái ly. Quý cái này cho ba hay uống nè. Cái đồ cà phê. Không phải sai rồi. Nói lại, mày nói đúng lại. Mày nói đúng cái rồi đó. Cái đồ pha cà phê. Không phải. Mày không có biết cái từ đó. Vậy thì bỏ qua lấy cái khác. Lấy cái khác. Cái này không có đúng. Không có được. Cái này là gì vậy? Ra đi. Cái này là khó. Cái này quen thuộc lắm. Cái này quen thuộc nhất luôn. Cố lên. Cố lên. Cái đồ bông tai. Rồi, ok, lấy cái này đi. Cái này là cái đồ pha cà phê thứ ba nè. Cái đồ gì nói rõ. Pha cà phê. Đúng rồi, thôi để đi. Ok, tuy nhiên cái này thì anh Thư muốn Thiên Thư phải đoán cái xét là cái phin cà phê, nhưng mà có lẽ là Thiên Thư không biết phin đúng không? Không hiểu phin nhưng mà biết cái phin luôn. Nhưng mà biết là cái đồ pha cà phê là được rồi. Ok, cho qua. Ok, vậy là cái này là thiệt biết tại sao mà Thiên Thư đoán được cái này không? Tại sao vậy? Thiên Thư rờ cái này thấy nhỏ giống của chị anh Thư. Ok, vậy là Thư quá là xuất sắc trong ngày hôm nay, đoán rất là nhanh còn hay hơn cả hai chị nữa. Ok các bạn ơi, vậy là sau 3 phần chơi của ba tụi mình á thì coi như là anh Thư được 4 điểm, Thiên Thư được 5 điểm và chị Nhung được 3 điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ không còn chần chờ gì nữa. Như bạn con nhóc họ Hà đã đưa ra hình phạt, chúng ta sẽ bắt đầu hình phạt đó với chị Nhung thôi. Các bạn ơi, hiện tại tụi mình đang chuẩn bị cắt băng keo và dán lên mặt của chị Nhung. Rồi, Thiên Thư, chọn. Ôi, okay, cần phải dán miệng đó, chị Nhung không phải la không? Chắc vậy quá rồi. Ok, đầu tiên. Chị Nhung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần kiện kiện cho cái miệng đi để chị Nhung khỏi la lát nước ngọt đổ khỏi la nha. Ok rồi, được rồi. Dù là hai con mắt đúng cái bạn hay là mình hai con mắt mình hai con mắt nó rụng luôn ngay đó luôn. Ok thôi anh Thư nghĩ là vậy được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đó, chị Nhung thử kêu cứu anh. Ah!
giờ là chị Nhung nó rất là lạnh rồi và tụi mình nghĩ là mình phải bắt đầu tắm cho chị Nhung thôi. Và các bạn ơi, nếu như các bạn có sở thích gì tương tự thì hãy comment ở bên dưới hoặc là comment vào Facebook của Song Tư Channel để mà tụi mình thay đổi thôi các bạn và chinh phục thử thách ngày hôm nay nha.